Sapa đã chào đón gia đình mình bằng một chiếc thời tiết rất đẹp. Cách đây 5 năm thì là lần đầu tiên mình đến Sapa, cũng là đi cùng bố Su và những người bạn thân. Và đến bây giờ, khi mà trở lại Sapa thì mỗi gia đình đều có một tệp đính kèm nhỏ xinh theo cùng rồi. Sapa thì vẫn đẹp như thế. Và mùa này thì ban ngày thời tiết chỉ hơi se se lạnh, nhưng ban đêm thì sẽ lạnh sâu hơn. Cái khách sạn mình ở thì chỉ cách nhà thờ đá và chợ tình khoảng 200m thôi, nên là đi lại tiện lắm. Nhưng có một điều mình không thích ở Sapa, đó là trẻ em ở đây phải đi làm từ rất rất sớm. Mặc dù chỉ hơn Su nhà mình 1-2 tuổi thôi, nhưng mà các bạn đã phải đi bán hàng rồi. Nhưng mà điều gây phẫn nộ hơn nữa là chính bố mẹ của các em ấy đã dạy các em ý cách nói dối, bảo là bố mẹ em đã mất rồi, trong khi rõ ràng là bố mẹ đang đứng xa xa đằng kia, nấp sau bức tường hay là chiếc xe. Không biết phải làm cách nào để giảm thiểu sự vụ này. Mà nhá, đến Sapa thì mọi người nhất định phải thử cá tầm cá hồi đặc sản nơi đây. Ăn thì cứ phải gọi là bao phê bao ngon luôn. Ăn trưa xong thì chúng mình xuống màn tả và ăn chơi. Mà xuống đến nơi thì mấy bạn nhỏ ngủ mất tiêu, nên là chỉ kịp chụt chẹt check in mấy kiểu thôi. Mà buồn cười cái khúc này, bạn Su bạn ấy sợ mấy bác mặc quần áo dân tộc mèo mèo mào mào đến là tội. Rồi mọi người có ai còn nhớ cái cảnh này không? Lạnh lạnh như thế này mà lại được ngồi bên đốm lửa hàn huyên tâm sự thì đó lại là tuyệt vời các bác nhở.